Alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nói thật với anh em là mấy hôm nay bắt được cầu bệt khá là nhiều. Và chúng ta cũng có nhắc đến cái khái niệm gấp thép tương đối nhiều. Vậy gấp thép là gì và gấp thép ứng dụng ở những cái trường hợp nào thì anh em cũng có thể theo dõi tất tần cái khái niệm và những cái cần thiết về gấp thép ở trong cái video này anh em nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta hãy cùng vào mini game để xem có một cái bàn nào có thể triển khai gấp thép được không. Với bình thường thì đây rồi, có một cái liền xỉu, sau đó ra một cái liền tài, trước đó cũng có liền tài liền xỉu. Vậy bàn này có thể đánh gấp thép nhá. Gấp thép tức là chúng ta sẽ đánh ngược lại, và sau đó thì triển khai, nếu tay này không ăn thì triển khai đi nuôi, tay sau đánh to hơn tay trước thì người ta gọi đó là đánh gấp thép, được chưa? Đấy, tay này đánh 3m mà không ăn tay sau tôi sẽ lên 6m nhá. Nào, với một tay khởi động gấp thép đầu tiên bắt xỉu thì thành công luôn, úp luôn. Đó. Đấy, trường hợp đầu tiên mà chúng ta có thể triển khai gấp thép này, có liền tài và liền xỉu liên tiếp. Vì sao lại chúng ta có thể triển khai cái trường hợp này? Bởi vì khi mà có hai cái liền cạnh nhau như này thì tỷ lệ ra cầu bệt nó rất là khó. Nào, cùng soi lại cái bàn này nhé. Đây này, bàn này có liên tiếp, có liền tài liền xỉu này. Đây là một bàn rất có thể triển khai đánh gấp thép rất là ngon này. Liền tài này, liền tài 3, liền tài 3, hai cái liền xỉu 4. Vậy đây là một bàn chúng ta có thể triển khai đánh gấp thép được. Và đấy, cứ liên tài liền xỉu như vậy thì chúng ta có thể ứng dụng đến gấp thép vào thực tế. Với cả cái trường hợp thứ hai mà chúng ta hay ứng dụng nhất đó là sau cầu bệt. Đó, đợt này ra rất nhiều cầu bệt nên là tôi cũng muốn anh em là lưu ý về cái gánh gấp thép này. Sau cầu bệt thì rất khó để ra thêm một cầu bệt, nên là nếu mà xử lý sau bệt thì anh em có thể đánh gấp thép một vài tay nhá. Được chưa nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem tay này nó ra cái gì nữa rồi chúng ta triển khai tiếp. Ok. Rồi, ra hai tay xỉu liên tiếp thì chúng ta đánh ngược và gấp thép nhá. Chắc là sẽ chơi từ khoảng, chơi không quá cao đâu. Tôi nghĩ ở cái mức cược khoảng, ở cái mức cược khoảng 2,5 m thì chúng ta sẽ có một cái tình huống này gấp thép nó phù hợp hơn với cái số tiền hiện tại. Đấy, đang lãi được 3m rồi, nhưng mà với cái số tiền hiện tại thì tôi nghĩ là đánh 2,5 m là hợp lý nhá. Đánh 2,5 m là hợp lý. Bàn này thì đang có cầu 11, kệ nó thôi. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn anh em này đi tiền gấp thép như thế nào. Với 2,5 m này, trong trường hợp mà chúng ta không ăn được 2,5 m thì chúng ta sẽ gấp thép lên thành 5m nhá. Đấy, việc đi tiền nó sẽ là đánh x đôi lên. Tất nhiên thì đấy chỉ là một cái nước cơ bản thôi, còn anh em nào có lực thì có thể dùng những cái phương pháp nó căng hơn, dùng những cách đi tiền nó căng hơn. Nhân 3 thì tôi không dám, nhưng mà tôi có thể chia sẻ với anh em một cách đi tiền khác. Rồi, cứ vào bình thường 2,5 này đã. Đó. Nào, cùng bắt tay tài này nào. Chưa ra, vậy thì chúng ta sẽ có một tay gấp thép ở đây. Cứ nhân 2 trước đã nhé. Cứ nhân 2 trước đã, chứ không nhân nhiều vội. Nhân 2 thì sẽ lên là 5m. 5m không được thì chúng ta sẽ lên 10m. Tôi đã vẽ sẵn kế hoạch rồi, chỉ cần nuôi hai tay như vậy thôi là xong. Đây là tay nuôi đầu tiên này. Đây là tay nuôi đầu tiên và cũng là tay gấp thép đầu tiên của anh em mình. Hãy cùng xem tôi triển khai tay này. Dĩ nhiên ở gấp thép thì cần phải có một cái lực nhất định, hoặc là anh em phải chia cái vốn của anh em ra sao cho nó phù hợp nhé, chứ không phải là lúc nào cũng vào cũng đánh to luôn được đâu. Đấy, tôi vẫn chỉ thế thôi, chỉ kiếm mỗi lần kiếm được gần chục mờ trong một lần chơi gấp thép là tốt rồi, gọi là kiếm thêm thôi, chứ nó không phải là một cái phương pháp gì đấy nó vừa quá là cụ thể, nó quá là khủng khiếp để chúng ta triển khai những cái lãi lớn được. Đánh gấp thép là những cái kiến thức để chúng ta có thể áp dụng thêm để cái trong trường hợp mà không có cầu kèo, hoặc là trong trường hợp sau cầu bệt, hoặc là trường hợp cụ thể là chúng ta nhìn thấy những cái tay liền tài liền xỉu liên tiếp này để triển khai cho nó dễ, chứ đừng có mong nó ra được cái những cái nó kinh khủng khiếp quá, được chưa? Rồi, với một tay như này không được thì tôi chắc sẵn sàng lên 10 thôi. Bàn xanh có gì không? Hai con 10 bằng điểm nhau, úi dồi biến thiên đẹp. Hai con 10 bằng điểm nhau tỷ lệ đi lên cao đó, khả năng phải đánh thêm một tay bàn xanh nữa, được rồi. Cứ bình tĩnh để đánh gấp thép ở cái bàn đỏ này xong đã nhá. Cứ gấp xong cái bàn đỏ đã rồi tính tiếp. Đây là tay gấp thép thứ hai, tay này thì sẽ ăn thôi, đơn giản nhẹ nhàng mà. Dễ chơi, dễ chốt lãi. Gấp thép thì không phải đi dò biến thiên, biến thủng gì cả, cứ thế nhìn mà đánh. Và thực ra thì gấp thép nó không ứng dụng được quá nhiều, với cả là số lãi còn lại nó cũng không được nhiều, nên là tôi cũng không khuyên anh em chơi kiểu này nhiều nhá. chỉ có đây chỉ là một cái phương pháp để chúng ta ứng dụng thêm ở những cái trường hợp cụ thể chúng ta nhìn thấy, hoặc là sau những cái cầu bệt để chúng ta đánh thêm thôi, kiếm thêm vài mờ sau cầu là ngon. Rồi, bàn xanh em còn bao giây? Bàn xanh còn rất bàn xanh ra mất rồi ạ. Bắt tài và thành công rồi. Tôi cứ tưởng bàn xanh chưa ấy thì chúng ta còn có thể triển khai thêm một bàn xanh, nhưng mà hai con 10 nó ra tài mất rồi. Phí nhỉ. Một pha biến thiên đẹp nhưng mà chúng ta bỏ lỡ mất rồi. Thôi không sao, chúng ta tiếp tục với bàn này nhá. Đó, gấp thêm một tay đó là được ăn rồi, không có gì mà phải suy nghĩ cả. Chúng ta lại tiếp tục triển khai gấp thép thêm không? Nếu mà tầm 2 tay trở đi chúng ta gấp thép nó sẽ là ngon. Ví dụ 2 tay tài liên tiếp ấy, gấp nó sẽ là ngon hơn so với việc chúng ta gấp một tay. Đấy, gấp một tay thì chắc là chỉ được đi 2M thôi. Triển khai lấy một tay gấp xem nào. Con 16 nó cũng không liên quan đến biểu đồ lắm. Mới kệ, đang đánh gấp thép thì kệ nó nhá. 2 tay liền xỉu liền như này thì sẽ không được ra được cầu bệt xỉu, nhưng cầu bệt tài thì vẫn còn một ít khả năng ra. Nếu đánh ngược xỉu nó ngon hơn so với việc đánh ngược tài của bạn này. Hai liền xỉu liền này. Rồi, vẫn cứ vào bình thường. Cảm thấy thích thì ốp lên gấp thép thôi. Bắt xỉu thành công và chúng ta sẽ đánh ngược tài thêm nhá, nuôi gấp thêm ở cái ngược tài này nữa. Đấy, nếu mà anh em đi 2M này nhá, từ đầu đến cuối thì tổng lãi 2M thì lên 4M, 4M lên 8M. 8M nếu anh em có lực lên 16M, nhưng mà tổng lãi thì nó vẫn chỉ là khoảng 2M thôi, nên là tôi không khuyên anh em là chơi cái này quá nhiều. Ứng dụng nó chỉ ở một vài trường hợp nhất định để chúng ta kiếm thêm thôi. Và nếu mà có cầu kèo đẹp thì chúng ta cứ triển khai theo cầu kèo đẹp nhá. Tiếp tục gấp thép nhỉ. Một pha nó là bắt khoảng 2,5 tiếp đi. Được, bắt khoảng 2,5 tiếp. 2,5 là tổng là 5 cộng 2 là 7, cộng 3 là 8. Ok, khoảng 2,5 và chúng ta sẽ là theo chương trình là 2,5 lên 5, 5 lên 10 nhá. Đúng bài. Vào cược. Hơi chênh cược một chút nhưng vẫn vào được. Tầm này thì cái liền xỉu này khi nào mà gần hết rồi sẽ không chơi được nhiều nữa đâu. Đấy, khi mà liền xỉu này nó gần hết thì chúng ta sẽ không chơi được nhiều. Cần một con 6 và chúng ta bắt tài thành công. Đơn giản thôi, chưa cần phải gấp thép thêm. Thì tôi cũng nói thêm một chút nhá. Đấy, hôm nay thì kiếm được chục mờ rồi. Lúc nay tôi cũng có nói về cái cách mà đánh nâng cao. Đánh nâng cao của gấp thép này thì anh em mình đánh theo kiểu này. Đánh theo kiểu nhân 2,1 lên. Bởi vì chúng ta, ví dụ như tôi đánh 2M đúng không? Đến cuối tôi vẫn mong là kiếm được đủ 2M như vậy. Lãi đủ 2M. Nhưng mà càng đánh to thì nhà cái họ càng cắt phế nhiều đi. Vì vậy là mỗi lần nhân chúng ta sẽ phải nhân lên 2,1. Như vậy thì đến cuối thì chúng ta mới chốt được lãi nhiều được, lãi chuẩn chỉ và cụ thể được. Ngày hôm nay thì chốt khá là ngon với tầm chục mà lãi rồi. Thì chắc là thế thôi anh em nhỉ. Có triển khai thêm một tay ở bàn này có đẹp không? Với biến thiên là ở 2 con 12 bằng điểm nhau cũng đẹp. Rồi, bắt thêm một tay nữa nhá. Tham bắt thêm một tay nữa, thực ra thì được, nếu mà tay này không được thì tôi vẫn đánh theo kiểu gấp thép x2,1 cho anh em mình thấy vậy. Ra thì không nên đánh đâu, nhưng mà tự nhiên thấy thì lại kết lại vào thêm một vài tay. Kết thôi, tự nhiên thấy kết thì vào thôi. Chín giây, khá là hợp cược so với bên này. Vào cược nhá. Chưa được, rất tiếc là 3 con 12 bằng điểm nhau liên tiếp ạ, càng ngon. Với 3 con thì nó lại còn đẹp hơn 2 con. Lúc nãy thì đã định bắt từ trước 2 con 10 rồi, bây giờ lại là 3 con 12, ôm tiếp. Cứ 2 con xỉu bằng điểm thì tỷ lệ đi lên cao, còn những con tài bằng điểm thì tỷ lệ đi xuống cao. Và triển khai thôi. Đây sẽ là một pha gấp 2,1 cho anh em thấy nhá, lên 4M2. Đấy, đúng không? Sau khi mà trừ phế đi chúng ta sẽ còn nguyên 2M lãi ban đầu. Vì bàn này thì không phải là một bàn để có thể ứng dụng gấp thép nhá, nhưng mà tôi vào gấp cho anh em mình thấy thôi. Nếu mà trường hợp mà nó không có cầu bệt thì chúng ta còn được ăn. Còn trường hợp mà dính bệt thì thôi, chắc là tay này tôi sẽ phải bỏ luôn nếu mà dính vào bệt. Đấy, đây là một cái trường hợp mà không được đánh nhá, mà chẳng qua là tôi sang để tôi cho anh em thấy là có thể là x2 kiểu x2,1 nó sẽ là như thế nào thôi. Còn anh em cứ cậy có lực lớn để anh em đánh gấp thép thì tôi chịu. Đấy, Ví dụ như là anh em mà dính một cái cầu bệt 6 tay thì có khi là anh em có vốn vẫn có thể chơi được, nhưng mà cầu bệt lớn hơn, nhỡ có những cái cầu bệt 9 đến 10 tay thì anh em đánh cấp thép thế nào được, đỡ thế nào được. Nên là tôi không khuyên can anh em chơi kiểu này quá nhiều nhá. Vẫn giảm còn khác kìa, lại làm con 12 nữa, ác chưa? Đấy, khổ không? Rồi, đằng nào cũng mặc dù là không kết lắm nhưng mà vẫn phải theo. Sẽ phải lên khoảng 8M6 ở tay này. 4M2 thì 4M2 thì sẽ là lên 8M4, 8M4 mà cộng thêm 4 lít. Không phải là 86, phải lên 88 anh em ạ. Sorry, lên 88 nhé. Đó, gấp lấy một vài tay nhưng mà lại thấy là hơi phiền ở cái đoạn sau. Đây phân là một cái bàn đẹp nhá, nhiều biến thiên đẹp nên là tôi vẫn vào, chứ còn bình thường thì cũng không được triển khai ở những cái bàn này đâu. Đây là tôi triển khai theo biến thiên đẹp thôi, 3, 4 con 12 bằng điểm nhau liên tiếp thì tỷ lệ lên cao, tỷ lệ xuống lại càng cao. Với biến thiên đến là như vậy mà. 2 điểm biến thiên bằng điểm nhau liên tiếp có thể là 3, 4, 5 điểm thì càng tốt. Với 2 điểm tài bằng điểm thì tỷ lệ đi xuống cao và chúng ta sẽ bắt 88 vào tay này. Vào cược rồi. Rồi, ăn chặt mà không cần phải xem nữa nhá. Đó, một trường hợp mà tôi có ứng dụng thêm nhân 2,1 lên cho anh em mình thấy. Nó vẫn là thắng thôi, nhưng mà thực ra thì chơi cũng được. Nhưng đây là cái biến thiên nó đẹp thì chúng ta có thể triển khai một tí. Còn bình thường là không được chơi anh em nhé. Và trên đây tất tần về cái cách đánh gấp thép rồi. Anh em lưu ý và vào triển khai giúp tôi. Xin phép là tạm dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp anh em ở những video sau, và đường link game tôi có để dưới phần mô tả để anh em mình vào triển khai rồi. Chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và có những cái tay bắt cầu bệt cũng như là đánh gấp thép thật hay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.